Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, trong chăn nuôi dê hiện nay, việc tẩy giun sán cho dê đã và đang dần được quan tâm hơn trước. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều hộ chăn nuôi không thực hiện đúng và đầy đủ lịch tẩy giun sán cho dê, dẫn đến dê sinh trưởng và phát triển chậm, ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh, làm giảm hiệu suất kinh tế trong chăn nuôi dê. Ngay sau đây, Dr. Vet sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cách phòng và trị bệnh giun sán cho dê. Do dê ăn nhiều các loại cỏ trong tự nhiên nên dù có chăn thả hay không thì khả năng dê bị nhiễm giun sán là rất thường xuyên xảy ra. Các loại giun sán nói chung gồm có sán lá gan, sán lá dạ cỏ, sán dây, giun tròn. Trong giun tròn thì có giun lươn, giun tóc hoặc giun săn, một số loại ký sinh trùng như ve, ghẻ, giận, dòi mòng, v.v. Triệu chứng chung của bệnh: cơ thể gầy yếu, thiếu máu do thiếu dinh dưỡng, thể hiện rất rõ ở niêm mạc nhợt nhạt, lông xù, cơ thể gầy sút, lông rụng từng mảng, lông da không bóng mượt. Dê ăn ít, hấp thụ kém, chậm lớn, gầy còm, thường hay khát nước. Phân từ bình thường chuyển sang nhão rồi lỏng, tiêu chảy kéo dài, các vùng thấp của cơ thể tích nước thủy thủng, đi lại chậm chạp hay nằm và đi rớt sau đàn. Một số trường hợp bị bệnh có thể thể hiện triệu chứng thần kinh như run rẩy, lảo đảo, xoay tròn, đầu đúc lắc, v.v. Các trường hợp dê bị bệnh giun sán nặng có thể gây chết rất cao ở lứa tuổi dưới 1 năm. Để phòng bệnh cho dê, các bạn cần thực hiện lịch tẩy giun sán định kỳ cho dê như sau. Định kỳ tẩy giun sán cho dê từ 2 đến 3 lần trên năm, nhất là khi giao mùa và đặc biệt là trước mùa mưa. Ở sán lá gan, để phòng và điều trị hiệu quả, các bạn nên lựa chọn sản phẩm Vimefaxi của Vimedim hoặc Albenon 100 Oran hoặc Fluconic 340, Intermectin Super của Interchemie Hà Lan tiêm định kỳ 2 đến 3 lần trên năm. Để phòng và điều trị các loại lộ ngoại ký sinh trùng nói chung, trừ sán lá gan, các bạn có thể tham khảo dòng thuốc tiêm như Intermectin hoặc nhỏ Intermectin Power On, hoặc dùng đường uống như Intermectin 10 Oran của VB Pharma định kỳ 1 năm 2 đến 3 lần. Về công tác vệ sinh, chuồng trại nên làm chuồng sàn bằng gỗ hoặc tre, thường xuyên quét dọn sàn, nền chuồng ngày một lần, tẩy rửa sàn chuồng, xịt thuốc sát trùng một tuần trên lần với sản phẩm Belucid hoặc Dexon Super khi có vật nuôi hoặc Dexit 400 khi không có vật nuôi. Về thức ăn nước uống cần chủ động nguồn thức ăn đầy đủ, sạch và giàu dinh dưỡng, máng ăn phải quét dọn thường xuyên, nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, nguồn nước không bị ô nhiễm, máng uống phải cọ rửa hàng ngày. Về xử lý phân và chất lượng chuồng, phân quét dọn thu gom đến nơi quy định để ủ, tạo nhiệt nhằm diệt trứng và đốt sán trong phân, nhất là sán dây và một số ấu trùng của giun tròn. Về công tác quản lý đàn dê, việc nhập đàn, dê mới nhập về phải nuôi cách ly ít nhất 14 ngày trước khi cho nhập chung đàn để theo dõi tình trạng sức khỏe và tẩy giun sán. Việc xuất đàn, ngoài việc xuất dê thịt để bán, cần đánh giá giám định loại thải, các dê cái sinh sản có chất lượng kém, thể trạng kém để đảm bảo cho vật nuôi sạch bệnh và có sức sản xuất cao. Về điều trị bệnh, để tiến hành điều trị bệnh giun sán cho dê, ngoài các bạn dùng một số thuốc tẩy giun sán mà Dr. Vet vừa đưa ra, các bạn nên bổ sung các loại thuốc bổ như Tofit, tăng cường vitamin và các loại khoáng chất. Ngoài ra sản phẩm Sopaxin hoặc Detoxin của VB Pharma giúp tăng cường chức năng gan thận, đào thải độc tố, bổ sung điện giải, Catcholine giúp tăng cường đề kháng, giảm stress. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm trong phòng trị bệnh giun sán cần được sử dụng đúng liều lượng theo từng sản phẩm. Các bạn thân mến, dê là nguồn thực phẩm rất giá trị, vì vậy đây là đối tượng giúp cho người nuôi có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, dê rất dễ gặp phải các bệnh giun sán đường tiêu hóa, bệnh gây tác hại rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của dê. Chúng còn là nguyên nhân, là cơ hội cho một số bệnh truyền nhiễm phát sinh, làm thiệt hại cho sản xuất chăn nuôi. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng bà con đi tìm hiểu về cách phòng và điều trị bệnh giun sán ở dê. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi mà Dr. Vet chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Chúc các bạn chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.